bữa bác hỏi em chiếc MT26 tầm 26 đến dưới 30 mã lực nhá. Nay lên cho bác xem qua chiếc MT266 này. Con này hàng bãi nha. Về dòng bệ của nó thì thôi mình khỏi phải quay nha. Em nói thì còn viên bản hết nha. Mình chỉ quay quay cho các bác xem có máy móc của nó thôi. Cho bác xem, bác ở Gia Lai bác hỏi em đó. Thì em quay cho bác xem máy móc chi tiết của máy đó nha. Về máy thì còn thấy còn đẹp lắm. Xem cái màu sơn của nó nguyên zin nguyên bản luôn này. Con này hai cầu lái bằng thể lực luôn nha. Xe này nó xuống công chưa có dọn. Tem MT26 của nó còn nguyên này. Đó. Xe trước thì chưa có sơn xịt nữa nha. S4L. Xe mới xuống nên chưa có sơn dọn, chưa có xịt trước gì hết. Để quên ạ. Xem này. Đối anh Cường cái đấy cần gì đấy? Hay. Tưởng không biết. Nó thì chỉ bị bạc sơn thôi, nhưng mà nhìn thì nó vẫn còn đẹp lắm. Tháo ốc ra rồi mà. Lốp nếp của nó thì vẫn còn nguyên hết này. Lốp nếp rồi còn đẹp nè. Còn đây 266 kìa. Con này chính xác chạy là 1.200 giờ nha. Nhìn con này còn đẹp nhỉ? Đủ mất có 1.200 giờ mà. Rồi chết chết rồi. Nó ngồi ngay vào cái lốp. Đây nó không có bánh gì đẹp luôn này. Gầm bệ đồ thứ vô vang luôn. Trong MT của nó toàn bộ là đùi treo, đùi thẳng hết nhá. Giờ cái đùi treo là mấy cái đùi đời cũ này, cái đời 3250 rồi 2350 á, mấy cái đời đấy đùi treo. Còn đùi của MT hầu như toàn bộ là đùi thẳng hết. Đùi chịu tải nhá. Số chiếc của nó còn đẹp. Các bác xem con số của nó đây. Đây để cho các bác ra xem cái lốp của nó nhé. Để cho các bác xem lốp sau của nó. À mình phải đọc số số lốp trước như vậy. Lốp trước của nó đang đi là lốp thôi để mình giao đi, mình lấy một cái lốp ngoài đây cho nó rõ. Đây. Lốp của nó đây. Lốp trước của nó là 716 nha. Còn lốp sau của nó là 11224 này. Cả 4 quả của nó đều còn đẹp hết nhá. Đây, đây là hai cái vè của nó đây này. Xuống ngoài chưa có ráp rồi. Giá mình nói luôn nhá, giá của em nó là 65 triệu. Mitsubishi MT266 giá là 65 triệu. Rồi, chào các bác nha.